Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Dương Quốc Chính, Trên xuống hay dưới lên. Cái tốt trước mình viết về việc cảnh sát giao thông ăn tiền là nguyên nhân chính khiến người dân coi thường luật giao thông. Có một số anh em lao vào phản biện để ý là chúng mày không đưa tiền thì cảnh sát giao thông đâu éo mày đưa được, sau đổ lỗi cho cảnh sát giao thông khi chính mày vi phạm luật rồi chủ động đút lót. Xét thấy đây là vấn đề quan trọng về mặt lý luận đối với một số vấn đề chống tham nhũng nói chung, chứ không riêng gì việc tham nhũng vặt của cảnh sát giao thông, nên mình tách nội dung này viết thành một cái tút riêng, nó cùng mạch trên xuống hay dưới lên của ba cái tút trước. Lâu nay các chú tình bồng vẫn có ní nụn là đổ tội gây nên tham nhũng cho người dân, chúng mày không đưa tiền thì làm gì có tham nhũng nào. Nghe cũng thấy đúng đúng nhỉ? Nhưng xét về mặt tâm lý con người thì ai cũng sẽ hành xử theo cái xu hướng làm lợi cho cá nhân mình, chỉ cần điều đó không quá gây hại cho xã hội hay người khác. Một nhóm không nhỏ người khác còn chả quan tâm đến việc gây hại cho xã hội, chỉ biết lợi cho mình là làm thôi. Đây là tâm lý bình thường, hợp logic, nên nó sẽ khó thay đổi nếu không có luật điều chỉnh. Nếu không thì xã hội sẽ loạn. Tâm lý này đúng từ cái thời hồng hoang, bản năng sinh tồn khiến con vật cũng làm như vậy. Vì thế mà pháp luật ra đời. Súc vật cũng có luật lệ riêng, tạm gọi là luật rừng, do con đầu đàn ban hành. Con nào vi phạm có thể bị trả giá bằng máu hoặc tính mạng. Đấy là với các loài vật có tính cộng đồng cao, cần phối hợp nhóm khi đi săn hay trong cuộc sống có tổ chức. Nếu con người ai ai cũng có kiến thức vì cộng đồng, nhận thức được việc đưa hối lộ là sai, thì chả còn cần có luật nữa. Thậm chí lúc đó không cần cả công an, nhà tù, tòa án nữa. Vì thế cần hiểu là việc giáo dục để người dân có ý thức không phạm pháp không bao giờ thay thế được pháp luật và thực thi pháp luật nghiêm minh. Trong việc chống tham nhũng, việc giáo dục người dân để họ không đưa hối lộ là cần thiết, nhưng không hiệu quả bằng cái việc chống tham nhũng bằng luật để xử lý cán bộ nhận hối lộ. Bởi vì việc đưa hối lộ chắc chắn làm lợi cho người đưa và nó ít ảnh hưởng đến xã hội hoặc ảnh hưởng rất không rõ ràng. Không có như cái việc đi ăn cướp, nó cũng là có lợi cho kẻ cướp nhưng ảnh hưởng xã hội là rất rõ và trực tiếp. Rất ít người chọn cái cách đi ăn cướp để làm lợi cho mình, nhưng hầu hết người Việt Nam đều sẵn sàng đút lót và nhận đút lót, đơn giản vì đó là hành vi có vẻ như sạch sẽ và đạo đức hơn các hành vi vi phạm pháp luật khác, thậm chí bị coi nhẹ hơn là đái bậy và xả rác bừa bãi. Mình tin là 100% dân Việt Nam trưởng thành đều đã từng đưa và hoặc là từng nhận hối lộ, trừ những người tàn tật thiểu năng. Vì cái việc cảm ơn bằng tiền và hoa quả nó quá là phổ biến ở Việt Nam để được hưởng lợi từ xa xưa rồi. Vì thế đừng có ai lên giọng nói là đừng có đưa hối lộ để chống tham nhũng, thế là đạo đức giả và ngụy biện. Phân tích như thế để thấy là chống tham nhũng phải bằng luật, tức là từ trên xuống, chứ đừng có nói chuyện chống tham nhũng từ dưới lên vì nó bất khả thi, đâu có ai tự giác được mãi đâu nè. Để chống tham nhũng thì chỉ cần xử lý nặng và nghiêm minh hành vi đưa nhận hối lộ. Tất nhiên tội nhận hối lộ phải bị xử nặng hơn. Như cái vụ AVG, anh Son nhận 3 triệu đô, trong khi anh Vũ đưa gấp vài lần cái số đó. Cả hai đều khắc phục hết, nhưng Vũ chỉ dính 3 năm tù, trong khi Son thì chung thân. Với cảnh sát giao thông cũng vậy, lẽ ra phải xử lý cảnh sát giao thông nặng hơn là cái kẻ đưa hối lộ, là người tham gia giao thông kìa. Nhưng dường như các cảnh sát giao thông bị thải hồi hay bị kỷ luật là rất ít, cho dù đảm bảo 99% cảnh sát giao thông Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, ở hai cái nơi mà có nhiều vi phạm trật tự giao thông nhất cả nước, đều nhận tiền đút lót. 1% không nhận là do chưa đạt chỉ tiêu doanh thu hoặc đang được nhà báo quay phim chụp ảnh. Việc phát hiện tố giác hành vi cảnh sát giao thông nhận tiền là quá đơn giản so với các ngành khác kín đáo hơn, do anh em đều tác nghiệp ngoài đường là chính. Nếu nhà chức trách công khai việc xử lý và khuyến khích người dân tham gia bắt quả tang, thì đảm bảo sau một tháng là vãn cái việc nhận tiền. Thậm chí chính thanh tra ngành tự đi bắt cũng rất dễ, nhưng người ta không làm hoặc là làm cho có lệ, ngu gì mà làm. Làm chặt thì anh em nhịn, thì cả ngành cũng thất thu, đáng kể đấy chứ. Thế nhưng thực tế cũng có một số tỉnh làm được. Mình nghe nói cảnh sát giao thông Quảng Ninh hiếm khi nhận tiền. Nếu bạn vi phạm, một là gọi người thân, hai là đóng phạt. Đó là do anh em có ý thức chăng? Quên mẹ nó đi, chắc chắn là do chỉ đạo từ lãnh đạo công an tỉnh hoặc từ tỉnh. Tất nhiên anh em cũng được chia chác từ tiền phạt, nhưng sẽ ít hơn khi ăn trực tiếp. Nhưng đó vẫn là kỷ cương, được vãn hồi phần nào, trừ anh em có quan hệ thì vẫn không sao.
Nghe nói cảnh sát giao thông Đà Nẵng, Vĩnh Phúc cũng như vậy. Còn cảnh sát giao thông Hải Dương thì nổi tiếng là ăn bẩn và còn bẫy khách để mà kiếm tiền. Mấy thằng đạo đức giả nói trên cứ đi Hải Dương mà test xem có phải là đút lót không. Chính mình bị bẫy một lần bởi một thằng chim mồi đi đường 5, nó cố tình bò ra đường 4 để bốn cái xe khác vượt sai luật, rồi sau đó bị hốt luôn. Anh em cảnh sát giao thông cười hớn hở, còn chủ động nói bọn em có bốn anh em đứng nắng thôi, anh đưa mấy trăm giúp anh em trà nước đỡ vất vả. Nhận tiền xong thì mấy ảnh ai cũng cảm ơn rối rít, tổ sư nữa chứ. Ai hóng bên mấy cái group ô tô đều rành các cái chuyện tương tự. Ngoài Hải Dương thì Đồng Nai cũng là tỉnh mà cảnh sát giao thông khét tiếng là nhũng nhiễu. Phải chăng hai tỉnh đó phong thủy xấu, cảnh sát giao thông cứ rơi vào đó là ăn bẩn? Không phải đâu, là do lãnh đạo công an tỉnh và lãnh đạo tỉnh hết á. Có thể đó là một trong các lý do khiến cho nguyên dàn lãnh đạo công an Đồng Nai vừa mới bị thay máu. Chính vì vấn đề tham nhũng vặt của cảnh sát giao thông không được xử lý triệt để nên mới tạo nên cái tâm lý coi thường pháp luật của người dân, tức là luật không nghiêm là sinh hư dân. Đừng có hy vọng dân được giáo dục có ý thức mà phải dùng luật, mà luật phải nghiêm với chính cái kẻ thực thi pháp luật trước. Kể cả tử hình người say rượu lái xe mà vẫn chạy được tội thì cũng chả ai coi ra gì. Riêng cái việc xử lý nồng độ cồn, chắc 80% người vi phạm là từ quán nhậu đi ra. Cứ chặn quán nhậu la xong, kể cả dùng luật cũ cũng xử lý được hết. Thứ hai là từ các nhà có đám, cứ rình từ đó ra thì cũng vợt được nốt ít nhất là 10% còn lại. 10% uống rượu tại nhà thì coi như thả cũng không sao. Như thế có vẻ thiếu nhân văn nhỉ, nhưng mà làm thế lại làm các quán mất doanh thu, tức là các anh em khác cũng bị ảnh hưởng nồi cơm. Tóm lại là việc chống tham nhũng nói chung và chống tham nhũng vặt trong ngành công an như bắt cóc bỏ dĩa mà thôi, làm căng lại thành tự tay bóc giái, hất đổ nồi cơm của mình và của anh em cán bộ khác. Trong cái tút khác mình đã viết, chế độ này nó vận hành bằng tiền xã hội hóa vì lương cán bộ chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản mà thôi. Thế nên tốt hơn là cứ siết bọn dân ấy, toàn là dân hỉ hả vỗ tay thôi. Anh em bò đỏ chắc đang suy diễn là mình hay nhậu nên mới viết như thế. Thực tế là ngược lại nhé, mình không thích và không uống được bia rượu, cũng không ham nhậu hát karaoke, tức là không hề có nhu cầu gì về cồn. À, mà mỗi tội thích ăn trái vải và ăn mít. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt và TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau. Anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Cảnh Lê, Khi nhân dân vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Hồi nhỏ 3-4 tuổi, tôi có tật ăn cơm bị đổ. Tôi ngồi chăn hẳn dưới nền nhà, chén cơm để giữa hai chân, xúc cơm ăn, đổ tèm lem túa lụa. Tới chừng đổ cơm đầy hướng đó thì tôi xoay qua hướng khác. Tới chừng cơm đổ đầy hướng hỏng xoay được nữa thì tôi bưng chén cơm qua chỗ khác ăn, rồi lại tiếp tục làm đổ. Cứ vậy cho tới xong bữa cơm. Lớn lên, nhìn xã hội, tôi thấy có những chuyện tương tự như vậy. Nhiều người thuê nhà trọ ở, tất tần tật rác rưởi gì cũng quăng ra ngoài cửa sổ. Tới chừng ngoài cửa sổ đầy ngập rác thì chê nhà trọ này dơ giấy hôi hám quá, chuyển qua nhà trọ khác ở, rồi lại tiếp tục xả rác. Cứ vậy, tới xong cuộc đời. Hay nhiều người ra công viên chơi, tất tần tật rác rưởi gì cũng quăng vô mấy gốc cây, lùm cây. Tới chừng mấy gốc cây lùm cây đầy ngập rác thì chê công viên này dơ giấy hôi hám quá, chuyển qua đi công viên khác chơi, rồi lại tiếp tục xả rác. Và cứ như vậy tới xong cuộc đời. Nhiều người mở khu du lịch sinh thái, homestay, farmstay, làm ăn tất tần tật rác rưởi gì cũng quăng xuống đất, biển, sông, hồ. Tới chừng đất, biển, sông, hồ đầy ngập rác thì chê khu vực này ô nhiễm quá, chuyển qua khu vực khác làm ăn, lại tiếp tục xả rác. Và cứ vậy cho tới xong cuộc đời. Hay nhiều người sinh sống trong một đất nước, tất tần tật mọi chuyện chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường đều thờ ơ chẳng chút quan tâm. Chẳng những không góp phần sửa sang phát triển mà còn phá hoại. Tới chừng chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường tha hóa, suy đồi, ô nhiễm thì chê đất nước này hư hỏng trầm trọng quá, chuyển qua đất nước khác để mà sinh sống, rồi lại tiếp tục thờ ơ phá hoại. Cứ vậy tới xong cuộc đời. Kiểu sống đó, phương ngữ quê tôi kêu là ỉa trịnh,
cứ ỉa trây trét ra chỗ này tùm lum cho thúi rồi bỏ qua chỗ khác ỉa trây trét tiếp. Một kiểu sống vô trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Người Việt mình á, hãy tự xét xem mình có cái kiểu sống ỉa trịnh đó không nha. Cái thời Cộng Hòa, mọi chuyện chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường không có tới nỗi tệ. Nhưng có thờ ơ không? Chẳng những không góp phần sửa sang phát triển mà còn phá hoại không? Rồi Cộng sản thắng, sinh sống không nổi, phải bỏ nước ra đi bằng nhiều cách như đi vượt biên, HO, ODP, bảo lãnh, đoàn tụ, v.v. Qua bên nước người có sẵn mọi chuyện chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường tốt đẹp, rồi có thờ ơ không? Chẳng những không góp phần sửa sang phát triển mà còn phá hoại không? Có không nè? Ở các xứ văn minh, con người đối đãi với nhau dựa trên niềm tin và đức tính trung thực, nhưng người Việt đã lợi dụng để dối trá như thế nào? Siêu thị không có bảo vệ, người Việt bèn ăn cắp. Hàng hóa cho đổi trả nếu mua về sử dụng mà không vừa ý, người Việt bèn mua váy áo comple về để đi dự tiệc, rồi sau đó mang ra trả lại. Rồi chính sách trợ cấp tốt, người Việt bèn khai thất nghiệp, đi làm chui lấy tiền mặt, khỏi phải đóng thuế mà vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chính sách bảo trợ tốt, người Việt muốn được hưởng nhiều hơn, bèn làm ly dị giả. Rồi chính sách nhập cư tốt, người Việt muốn kiếm tiền bất chính, bèn làm kết hôn giả. Ôi chao, muôn hình vạn trạng. Công chức ở các xứ sở văn minh, họ nhìn vào hồ sơ đâu phải không biết năm sinh của người được bảo lãnh hay xin nhập cư. Nhiều người qua định cư xong thì đã hết tuổi lao động, chưa đóng một đồng tiền thuế nào thì đã được hưởng tiền già. Vậy mà họ vẫn xét duyệt, rất là nhân đạo. Những chính sách tốt ở các xứ sở văn minh đâu phải tự nhiên mà có, mà phải từ mồ hôi nước mắt máu xương đổ ra gian khổ tranh đấu mới có được. Người Việt khi qua đó được mặc nhiên thừa hưởng, tọa hưởng kỳ thành, đã không giúp gìn giữ vun bồi mà còn phá hoại. Cũng may, người Việt chỉ là thiểu số nên phá hoại ít gây ảnh hưởng, chứ nếu người Việt mà chiếm đa số thì chắc chắn sẽ phá hoại tiêu tùng các cái xã hội văn minh ấy thành xã hội mang rợ và sẽ dựng lên cái chính quyền mang rợ độc tài phá hoại. Tây chừng chính trị, xã hội văn minh, giáo dục, y tế, môi trường văn hóa, v.v. tha hóa suy đồi ô nhiễm thì chê đất nước này hư hỏng trầm trọng quá rồi lại chuyển qua đất nước khác sinh sống. Dân chúng nào thì chính quyền đó, những người còn lại trong nước có thờ ơ không? Chẳng những không góp phần chặn đứng phá hoại mà còn đồng lõa phá hoại không? Có chăm chăm vội vàng bất chấp nhằm tom vơ vét này cho nó thiệt nhiều tiền của rồi tìm đường ra nước ngoài sinh sống không? Hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc đó, nền móng nào thì xây nền ngôi nhà đó, văn hóa nào thì tạo nên chính trị đó, dân chúng nào thì dựng nên chính quyền đó. Một nhà nước vô trách nhiệm, quan liêu, tham nhũng chỉ có thể tồn tại ở một xã hội nơi mà đa số người dân vô trách nhiệm với chính bản thân, luôn có tư tưởng trông chờ sự xuất hiện của một nhà nước anh minh mới chịu học tập, lao động và tuân thủ luật pháp một cách đúng đắn. Vô trách nhiệm với bản thân dẫn đến sự dốt nát trong nhận thức, kết quả là họ bị hết nhà nước này đến nhà nước khác hoặc một thế lực nào đó lừa bịp và định hướng, không thể có cái nền dân chủ. Và thưa quý vị, để xem một trong những hậu quả chính khi người dân vô trách nhiệm với chính mình, anh chị xin mời quý vị nghe một đoạn viết ngắn của tác giả Ngô Trường An với tựa đề Duy Nhất. Lão hàng xóm sang chơi than thở, đất nước gì mà tham nhũng kinh quá à, xem ra hết đường cứu được nữa rồi. Mình hùng hùng tuyên bố, nếu tôi mà được làm chủ tịch nước hay tổng bí thư thì tôi sẽ có cách chống tham nhũng vô cùng hiệu quả. Lão mới hỏi, ông chống bằng cách nào? Tôi bảo tôi sẽ cho thành lập ban phòng chống tham nhũng cấp quốc gia để bắt hết cái bọn tham nhũng cho vào lò. Ông hỏi, thế trong cái ban phòng chống tham nhũng cấp quốc gia ấy, chúng nó tham nhũng thì ai bắt nó? Tôi bảo thì tôi sẽ cho thành lập tiếp một cái ban giám sát để giám sát ban phòng chống tham nhũng cấp quốc gia để mà trị nó. Ông lại hỏi, thế trong cái ban giám sát để mà giám sát cái ban phòng chống tham nhũng ấy, chúng nó tham nhũng thì ông làm thế nào? Tôi sẽ cho thành lập một ban thanh tra để kiểm soát cái ban giám sát ấy. Ông lại hỏi, thế trong cái đám thanh tra này nó tham nhũng thì ông làm thế nào? Tôi bảo, thì thành lập tiếp một cái ban thanh tra để thanh tra cái ban thanh tra đó. Thế rồi cái ban thanh tra dùng để thanh tra cái ban thanh tra ấy nó tham nhũng thì sao? Thì tiếp tục thành lập một ban thanh tra nữa để thanh tra cái ban thanh tra có trách nhiệm thanh tra cái ban thanh tra dùng để thanh tra cái ban thanh tra được lập ra để thanh tra cái ban thanh tra kia. Lão hàng xóm bảo, thế cái ban thanh tra con mẹ nó tra ấy, nó cũng ăn tạp luôn như mấy cái ban trên kia, thì ông làm răng.
Không lẽ từ trên xuống dưới thằng nào cũng ăn hết à? Trên dưới cũng một thằng đó chứ mấy. Ơ, một thằng là một thằng nào? Lão bảo, thằng đáng chứ thằng nào. Vâng, thưa quý vị, anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong một lần phát hình khác. Tiếp nối chương trình trên kênh Tâm Thức Việt TTV, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Thông, Tội ác chưa bị trừng phạt. Từ vụ kit test Việt Á bị phanh phui lộ ra những điều khủng khiếp, không chỉ chuyện chúng câu kết móc ngoặc ăn chia làm ăn gian dối, hối lộ tham nhũng tràn lan, dính chùm từ trên xuống dưới, địa bàn tiêu cực mở rộng khắp nước, đồng tiền nhơ bẩn làm băng hoại cả hệ thống cai trị, mà còn phải kể đến những đau khổ tột cùng mà người dân phải gánh chịu, xã hội bị chao đảo, cuộc sống bị đẩy đến chân tường. Suốt nửa cuối năm 2021, nhất là từ tháng 6 tới tháng 10, theo lệnh từ chính phủ, cấp cơ sở đã buộc người dân phải đi xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm, đi test để mà lấy mẫu xét nghiệm, gọi nôm na là đi ngoáy mũi. Cả hệ thống cai trị lao vào cuộc ngoáy mũi vô tội vạ. Nơi tôi ở cứ 3-4 ngày thì dân lại bị điệu ra cái chỗ tập trung ngoáy mũi. Sân trường học, trụ sở ủy ban, công viên, góc phố đều được trưng dụng cho cái chiến dịch vĩ đại này. Người già, người lớn tuổi chỉ ở nhà không đi đâu cũng bị ngoáy. Ở quận 8 Sài Gòn từng xảy ra vụ nhà chức việc tới ngoáy, chủ nhà phản ứng dẫn đến xung đột. Ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, lực lượng công vụ còn tự ý phá khóa vào nhà, ép dân xuống sân để mà ngoáy mũi. Tổ trưởng dân phố, anh em dân phòng suốt ngày đi từng ngõ gõ từng nhà, đập cửa ầm ầm kêu gọi già trẻ gái trai lớn bé ra mà ngoáy mũi. Phải nói là không khác gì chiến tranh. Chủ trương và biện pháp ấy tất nhiên được nhà nước và báo chí mậu dịch tung hô khen ngợi, nhưng dưới cái nhìn khoa học và thực tiễn, rõ ràng bộc lộ rất nhiều góc tối. Điều dễ thấy nhất, sự ngoáy mũi vô tội vạ đã tốn kém không biết bao nhiêu mà kể, phiền hà dân chưa từng thấy kể từ sau khi kết thúc chiến tranh, nhưng người thì vẫn chết như ngã rạ. Tiến sĩ Nguyễn Văn Lạng, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, trong bài đăng trên báo Một Thế Giới ngày 31 tháng 12 năm 2021, cho biết tính đến cuối năm hơn 32.000 người đã chết, khiến Việt Nam xếp hàng thứ 26 trên 234 nước và vùng lãnh thổ có số lượng người tử vong cao. Ai dám đảm bảo những cái bộ xét nghiệm của Việt Á và cả những cái dụng cụ rất đáng ngờ được dùng để xét nghiệm kia để mà cho kết quả không phải là những cái thứ vô tác dụng và đưa ra cái kết quả sai lạc. Liệu có thể xét nghiệm ngoáy mũi ra kết quả âm tính nhưng thực tế lại là dương tính, rồi con người sẽ chủ quan, không đề phòng, và rồi vô tư làm lây lan dịch bệnh. Ném tiền vào những cuộc càn quét xét nghiệm ngoáy mũi vô tội vạ, trong đó có rất nhiều tiền móc từ túi của dân bắt dân phải trả. Cứ giả dụ tiền bạc ấy sau này có thể bồi hoàn dân, cả nước cố gắng làm lụng bù lại cái phần đã chi ra, nhưng tính mạng của người dân, của hàng vạn người bị tử vong kia thì ai chịu trách nhiệm, ai trả? Tất nhiên ở cái xứ này không ai chịu cả, chỉ có người chết chịu thôi. Ngoáy mũi xét nghiệm không phải tất cả đều miễn phí. Vô vàn người lao động cần lao đã phải chi một số tiền kiếm được từ mồ hôi công sức của mình để trả cho cái dịch vụ áp đặt ấy. Mà những người làm nghề giao hàng, shipper là một ví dụ cụ thể nhất. Họ phải liều thân kiếm sống trong cơn đại dịch, nhưng có thời kỳ cứ vài ba ngày buộc phải mua kết quả xác nhận âm tính. Nếu mà không có nó thì sẽ bị phạt. Nhiều lái xe chở hàng hóa thiết yếu hoặc phục vụ sản xuất từ nơi này qua nơi khác cũng rơi vào cái cảnh tương tự. Tờ giấy xác nhận kết quả âm tính đã xuyên thủng túi dân. Việc xét nghiệm thành cơ hội béo bở cho những kẻ lợi dụng nước đục thả câu, mà Việt Á là bằng chứng làm giàu tội lỗi trong sự đau khổ vất vả của dân. Ban bố một chính sách sai lầm, buông lỏng để cấp dưới thực hiện chính sách ấy, xét về cơ bản, xét về bản chất, đó là bóc lột. Ngay cả những trường hợp lấy mẫu xét nghiệm đại trà, dù được coi là miễn phí, dân không phải trả tiền, cũng không có nghĩa là không mất tiền. Ngân sách vẫn phải chi tiền mua dụng cụ và tổ chức thực hiện. Thực hiện tràn lan trên cả nước đâu phải chỉ có vài tỉnh thành mua hàng của Việt Á với giá trên trời đâu. Chỉ kẻ khờ khạo mới tin một địa phương chết dở bởi dịch, ngoáy mũi đêm ngày như thành phố Hồ Chí Minh lại không mua cái kit test của Việt Á. Thế không mua của nó thì mua ở đâu? Giá bao nhiêu, cơ quan điều tra chả khó gì để mà làm rõ điều này. Chính quyền, ngành y tế
và CDC của các tỉnh thành khác cũng vậy, kiếm chắc được bao nhiêu, ném bao nhiêu tiền qua cửa sổ trong các cái đợt xét nghiệm ngoáy mũi, làm rõ cũng chẳng khó gì, vấn đề là có muốn phanh phui ra hay không. Cũng cần mổ xẻ việc các địa phương cơ sở y tế khi quyết toán xét nghiệm miễn phí cho dân đã khai giá mua bao nhiêu hàng, bao nhiêu tiền, đúng giá hay không, có chênh lệch, có gian dối, có hoa hồng, kê khống, hối lộ đút lót, thâm lạm gì hay không, tham nhũng vơ vét trên nỗi đầu của dân như thế nào. Cứ như báo chí thông tin ấy, đơn giá mua chưa tới 30.000 đồng cho một sản phẩm mà chúng kê lên đến 270.000, thậm chí là 300.000, tức là gấp cả chục lần. Rồi cái bộ kit test của Việt Á đó mà chúng ta chưa rõ là do nhập lậu hay tự sản xuất nhé, lại đội giá lên tới 450.000 đồng, gấp nhiều nhiều lần so với giá trị thực, thì đúng là chúng ăn không chừa một thứ gì, tàn bạo hơn làng sói. Cái đám giám đốc CDC các nơi bị lộ mặt tham nhũng cũng như cái bọn Việt Á chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phải làm sao mà lôi cả những cái kẻ khuất mặt từ quan cực phẩm chỉ đạo cho tới cái bọn sai nha, cái bọn nha đầu sai nha làm khổ dân ra để mà trị tội. Thực thi công lý chỉ có ý nghĩa khi áp dụng cho vùng cấm ấy ấy. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đăng trên trang Dân Làm Báo. Dũng Lo Vôi, CEO Nguyễn Phương Hằng, núp bóng từ thiện đầu tư y tế để kinh doanh bất động sản. Trong vài tháng gần đây, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tuyền, tức CEO Nguyễn Phương Hằng, liên tục gào khóc rằng quỹ từ thiện Hằng Hữu bị nhà báo Hàn Ni và nhiều người khác phá rối, nên quyết định được đưa ra là đóng cửa Đại Nam, đóng quỹ Hằng Hữu, đóng luôn nhà máy sản xuất oxy vì không còn tâm trí mà làm chuyện từ thiện. Sự thật có phải như vậy không? Câu trả lời là không. Cuối tháng 3 năm 2021, khi bị Sở Truyền thông Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh phạt 7 triệu rưỡi vì đưa tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã từng nức nở gào khóc trên livestream rằng hết dịch chúng tôi sẽ đóng cửa Đại Nam, rời bỏ tất cả để ra đi. Thời điểm này chưa có chuyện ồn ào giữa nhà báo Hàn Ni và Nguyễn Phương Hằng, và chuyện đóng quỹ Hằng Hữu, đóng cửa Đại Nam cũng không có gì mới mẻ, bởi chiêu thức lấy việc từ thiện để uy hiếp chính quyền đã từng được cựu đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương ông Huỳnh Phi Dũng, tức Dũng Lò Vôi, chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, sử dụng hồi năm 2014 khi tuần trăng mật giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương kết thúc. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, Huỳnh Phi Dũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tạo rất nhiều điều kiện để phục vụ cho công cuộc kinh doanh của mình. Khi mối quan hệ giữa ông Huỳnh Uy Dũng và lãnh đạo tỉnh Bình Dương còn nồng thắm, tỉnh đã giao cho công ty Đại Nam của ông Dũng hơn 533,8 hectare để đầu tư khu công nghiệp Sóng Thần 3, trong đó có hơn 61,4 hectare quy hoạch làm đất ở. Tháng 7 năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định 2089 cho phép công ty Đại Nam được thay đổi thời hạn sử dụng đất ở trong khu công nghiệp Sóng Thần 3 từ 50 năm sang lâu dài đối với công ty Đại Nam. Căn cứ theo quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã cấp nhiều sổ đỏ cho công ty Đại Nam. Từ đây, công ty Đại Nam đã thực hiện góp vốn đầu tư với nhiều cá nhân và xin tách khu công nghiệp Sóng Thần 3 thành hai dự án, khu công nghiệp và khu đô thị. Thế nhưng, khi ông Lê Thanh Cung lên làm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, ông đã không cho phép Huỳnh Uy Dũng thực hiện kế hoạch này. Cựu Chủ tịch Lê Thanh Cung đã ký quyết định số 2173 trên quyết định Ủy ban Nhân dân ngày 8 tháng 9 năm 2014 để thu hồi quyết định số 2089 trên quyết định Ủy ban Nhân dân được ban hành trước đó vào ngày 7 tháng 7 năm 2008 về việc cho phép thay đổi thời hạn sử dụng đất đối với công ty Đại Nam. Với quyết định thời gian sử dụng 61,23 hectare đất ở trong khu công nghiệp Sóng Thần không còn thời hạn lâu dài nữa mà chỉ còn giá trị 50 năm. Ngoài ra, quyết định này cũng đồng nghĩa với việc không cho phép chuyển nhượng đất ở trong khu công nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào. Quan hệ mặn nồng kết thúc, Huỳnh Uy Dũng chính thức có đơn tố cáo đích danh ông Lê Thanh Cung đến Thủ tướng Chính phủ và lôi kéo truyền thông vào cuộc cho rằng chính quyền Bình Dương vắt chanh bỏ vỏ, thu hồi đất của doanh nghiệp. Ngoài ra, Dũng Lò Vôi cho rằng doanh nghiệp bị chính quyền tỉnh Bình Dương o ép và tuyên bố sẽ đóng cửa khu du lịch Đại Nam. Đóng cửa công ty, nghỉ làm từ thiện,
Bổn cũ Huỳnh Uy Dũng soạn lại cho vợ diễn dường như đã rất thành công khi đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tuyền biết sử dụng nghệ thuật khoe thân, khoe của và dùng nước mắt để làm mới câu chuyện. Kết quả của nhiều fan livestream sau kia, cả hai đánh bóng vợ chồng Dũng Hằng đã thành công trong việc đánh bóng diễn đàn kinh doanh bằng cách huy động được 180 tỷ đồng từ trái phiếu dù sau nhiều năm liên tục thua lỗ của doanh nghiệp vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần Đại Nam đã âm gần 344 tỷ đồng. Giới quan sát đặt câu hỏi, có hay không chuyện cặp đôi Dũng Tuyền núp bóng từ thiện kêu gọi đầu tư để kinh doanh bất động sản? Điểm lại thực tế, tháng 7 năm 2021, trong một livestream quảng bá cho nhà máy sản xuất găng tay Đại Nam Glove, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tuyền tiết lộ số tiền đầu tư cho dây chuyền lên đến tỷ đô. Liệu công ty cổ phần Glove Đại Nam có nhập thiết bị từ công ty Sáng Mỹ ở Phúc Kiến, Trung Quốc hay không? Một dây chuyền của công ty Sáng Mỹ chào bán có giá đầu tư dưới 1 triệu đô. Nếu Đại Nam Glove nhập 4 dây chuyền thì cũng chỉ là 4 triệu đầu tư ban đầu. Để xây dựng nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ khác cho đổ vào đó thì cũng không thể nào cao hơn hạng mục đầu tư cho dây chuyền thiết bị được. Như vậy, nếu một nhà máy cho vung tay quá trớn thì cũng chỉ khoảng 50 triệu đô và cho 20 đến 30 dây chuyền sản xuất. Vậy lấy đâu ra con số 1 tỷ đô mà đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tuyền khoe khoang và báo chí tung hô? Trên thực tế, một dây chuyền sản xuất găng tay Nitrile của theo tiêu chuẩn của Mỹ có mức đầu tư khoảng 2 triệu đô là mức đầu tư tối thiểu, và vấn đề là chủ đầu tư không chỉ bỏ tiền ra là xong mà họ phải chứng minh năng lực quản lý chất lượng đảm bảo đúng đầu ra cho đòi hỏi của ngành y tế. Và các nhà cung cấp mới khó lòng cạnh tranh với các nhà cung cấp cũ đã có tiếng tăm trên thị trường. Năm 2019, khi Top Glove, nhà sản xuất găng tay cao su lớn nhất thế giới đến từ Malaysia, đầu tư 24,5 triệu Mỹ Kim để xây dựng nhà máy mới tại Việt Nam khiến thị trường nổi sóng. Nhà máy này sẽ bắt đầu sản xuất găng tay PVC từ giữa năm 2020, sản lượng khoảng 4 tỷ chiếc một năm. Vậy Đại Nam Glove nằm ở đâu trong thị trường sản xuất găng tay? Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã từng tiết lộ vay 2.000 tỷ để đầu tư nhà máy sản xuất găng tay xong sau đó trích ra 300 tỷ để làm nhà máy oxy cứu dân. Phụ họa cùng với Tuyền là tuyên bố nhập cảng 7 nhà máy oxy mini của Dũng Lò Vôi. Thực chất, đây chính là máy nén khí của Bolet sản xuất tại Trung Quốc. Công suất của mỗi máy nén khí để trang bị cho nhà máy oxy mini có thể tìm hiểu giá thành mỗi máy chừng 12.000 Mỹ Kim. Nếu cộng dồn các thiết bị phụ trợ và bình thép chưa có oxy cũng không thể cao hơn giá vài chục ngàn đô. Giới quan sát tạm tính, một nhà máy mini kiểu giả chiến đó tầm từ 50.000 đến 100.000 Mỹ Kim là giá rất hời. Với 7 nhà máy của Dũng Lò Vôi bỏ ra chừng 350.000 cho đến 500.000 Mỹ Kim, tính ra là khoảng từ 8 đến 11 tỷ đồng tiền Việt Nam để đầu tư. Vậy lấy đâu ra con số 300 tỷ do Nguyễn Phương Hằng công bố? Bỏ tiền đầu tư trong lĩnh vực y tế trong bối cảnh đại dịch vốn dĩ cũng là câu chuyện kinh doanh bình thường nếu như đối tượng Tuyền không có ca bài ca yêu nước thương dân, nhưng lại giấu cái nguồn gốc xuất xứ thiết bị, dây chuyền máy móc và rồi tuyên bố chi phí đầu tư trên trời và bắt toàn dân phải ghi nhớ, phải biết ơn mỗi buổi livestream. Trong livestream cuối tháng 11 năm 2021, không rõ vô tình hay cố ý, đối tượng Tuyền đã tiết lộ có đối tác sẵn sàng trả gấp 7 lần để mua lại nhà máy sản xuất găng tay. Liệu có phải đây là chiêu bài kinh doanh quảng bá rầm rộ 2 triệu Mỹ Kim đầu tư bình phong cho găng tay chống dịch để rao bán miếng đất đẹp với giá 30 hectare và ở một cái vị trí lợi thế hay không? Đây là chiêu thức mà các ông trùm bất động sản núp bóng đầu tư sản xuất để hợp thức hóa các dự án đất đai. Từ trước đến nay, cái chiêu núp bóng thường diễn ra thông qua hình thức mở sân golf, khu du lịch. Và đây là cái kiểu rửa tiền núp bóng đầu tư sản xuất mà Việt Nam đã làm nhiều rồi. Muốn chen vào hệ thống này rõ ràng phải có tay trong tay ngoài của hệ thống chính trị từ địa phương đến trung ương. Phải chăng các băng đảng mafia chính trị kinh tế miền Bắc đang chống lưng để hai vợ chồng Dũng Lò Vôi và Nguyễn Phương Hằng làm con cờ ăn chia rút ruột rửa tiền tham nhũng nên mới có chiêu bài mạnh miệng tấn công phe nhóm miền Nam? Trong livestream ngày 31 tháng 12, Dũng Lò Vôi xuất hiện và quảng bá cho sản phẩm găng tay sắp sửa ra mắt thị trường trong tháng Giêng. Phải chăng đây chính là hình thức chuẩn bị đường ra cho sản phẩm bằng vận động để có khách hàng và tiền mua từ ngân sách? Với bối cảnh Việt Á vừa bị phanh phui vì thổi giá bộ test xét nghiệm COVID-19 bằng chiêu thức cho mượn máy xét nghiệm, nhân viên phòng lab, rồi sau đó ôm trọn các gói chỉ đấu thầu mua kit với giá cao.
Liệu phải chăng Đại Nam Glove cũng đang xà lại bài cũ Oxy đi trước miễn phí thì găng tay theo sau có hợp đồng? Quay trở lại từ đầu với câu hỏi liệu có hay không việc vợ chồng Huỳnh Uy Dũng tức Dũng Lò Vôi và Nguyễn Thị Thanh Tuyền tức CEO Nguyễn Phương Hằng núp bóng từ thiện đầu tư y tế để kinh doanh bất động sản. Tôi mượn một bài viết cũ do báo Công an Nhân dân đã đăng và Vietnamnet dẫn lại về chiêu trò của Huỳnh Uy Dũng năm 2014 với tiêu đề Đóng cửa Đại Nam, chơi trò đánh lận con đen, cùng với lời kết thiết nghĩ không người tử tế nào lại lấy việc làm từ thiện của mình ra để gây áp lực và tranh thủ sự ủng hộ của dư luận, bởi cái gốc của từ thiện chính là sự thiện tâm. Để nhắc các fan hâm mộ của Nguyễn Phương Hằng hôm nay nhớ rằng vợ chồng Dũng Tuyền hôm nay tuy bốn cũ soạn lại nhưng chiêu trò tinh vi hơn vì khoác lên mình chiếc áo yêu nước thương dân và đã tìm được băng đảng đỡ đầu mới ở Trung ương để tiếp tục kinh doanh bất động sản. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau. Tiếp nối chương trình trên kênh Tâm Thức Việt TTV, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Hương Khê. Hai ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, nếu còn chút liêm sĩ và lòng tự trọng, hãy từ chức ngay. Cho đến nay, đã tròn 2 năm kể từ khi dịch cúm Tàu tràn vào Việt Nam, cướp đi sinh mạng hơn 30.000 người và gần 2 triệu người khác bị lây nhiễm, gây thiệt hại vô cùng to lớn cho nhân dân. Một trong những nguyên nhân làm cho cúm Tàu lây lan mạnh là tại vì do tội ác của những bàn tay lồng lá của nhóm lợi ích. Để thực hiện chủ trương lừa đảo có tổ chức, từ tháng 4 năm 2020, Bộ Khoa học Công nghệ của Chu Ngọc Anh đã đi tiên phong tung tin rằng bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận và cho phép lưu hành trên thế giới. Tiếp đó, cũng trong tháng 4 năm 2020, Bộ Y tế của Nguyễn Thanh Long cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm test COVID-19 của công ty Việt Á. Bộ Truyền thông Thông tin thì có nhiệm vụ xuýt hệ thống báo chí quốc doanh, thổi phồng và tâng bốc Việt Á lên 9 tầng mây. Như vậy là trong vụ này, ba bộ đồng tình bóp mũi dân tôi. Sau đó là chủ trương thần tốc xét nghiệm trên diện rộng của Bộ Y tế nhằm tiêu thụ kit của Việt Á càng nhiều càng tốt. Trong đó, việc cưỡng chế những ai không chịu đi test là một tội ác. Nhưng vì là kit dỏm, khi chọc vào mũi dân thì chỉ phọt ra tiền chứ không có phát hiện chính xác những ai bị F0. Do đó, có những người nhiễm cứ vô tư sống chung trong cộng đồng mà không thực hiện cách ly. Và đó là cơ hội lý tưởng cho dịch bệnh lây lan theo cấp số lũy thừa mỗi ngày. Với việc Bộ Khoa học Công nghệ khi đó do Chu Ngọc Anh làm bộ trưởng đã tung tin thất thiệt lừa đảo nhân dân gây hậu quả nghiêm trọng, thì Chu Ngọc Anh xứng đáng bị cách chức rồi. Chưa nói đến cái ngày 2 tháng Giêng, sau khi về làm Chủ tịch Hà Nội, Chu Ngọc Anh đã hứa nếu mà địa bàn Hà Nội mà bung và toang thì hứa với các đồng chí là tôi chịu trách nhiệm. Giờ thì Hà Nội như thế nào mọi người đã biết rồi. Còn về Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, đến nay hàng loạt quan chức trong Bộ Y tế đã bị bắt về cái tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Là Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế thuộc Bộ Y tế, người thừa lệnh Bộ trưởng ký cấp phép đăng ký lưu hành đối với sản phẩm kit xét nghiệm dỏm của Việt Á và ký nâng khống cái giá thành dỏm lên 470.000 đồng cho một bộ kit dỏm của Việt Á. Đồng thời cập nhật danh sách và thông báo này theo công văn nhằm để các sở y tế và các bệnh viện, các viện nghiên cứu chủ động liên hệ có kế hoạch mua sắm. Từ đó, 62 sở y tế và CDC của các tỉnh thành trong cả nước được sự thỏa thuận ngầm ăn chia của Việt Á đã tiến hành phi vụ lừa đảo tầm vóc thế kỷ này. Và không chỉ Phan Quốc Việt mà hàng loạt CDC của các tỉnh đã bị khởi tố với tội danh đồng phạm với Việt Á. Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2021, nhiều đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long để loạn giá xét nghiệm COVID-19. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói bộ do quá bận về công tác chống dịch, còn các đơn vị thì do quá mải mê việc thu tiền nên không thực hiện được. Vậy chẳng lẽ Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long vô can à? Đã có ý kiến đề nghị Bộ Công an triệu tập Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long để làm rõ trách nhiệm của mình. Đây là vụ án với nhiều hành vi phạm tội như lừa đảo, cố ý làm trái, thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Không chỉ là về sản phẩm mà còn lừa được cả chủ tịch nước để mà tặng huân chương nữa kìa. Đồng phạm là Bộ Khoa học Công nghệ của Chu Ngọc Anh, một số quan chức Bộ Y tế của Nguyễn Thanh Long. Vậy thì Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long còn có uy tín và tư cách để rao giảng về đạo đức của người làm khoa học, của người đứng đầu thủ đô ngàn năm văn hiến và của người thầy thuốc nữa hay không?
Họ đã dùng tư tưởng đạo đức cách mạng để đánh lừa thiên hạ. Họ được trang bị tư tưởng đạo đức cách mạng đến tận chân răng, đến dày môi mềm lưỡi ra để mà hút máu hút mủ đến ngang nhiên hả hê không chút buồn nôn. Họ nhân danh chống dịch để hút máu hút mủ đồng loại. Thật là tủi nhục và đau đớn cho những người đã đứng trên tuyến đầu chống dịch vì đất nước và vì đồng bào mến yêu của mình, trong đó có nhiều người đã hy sinh. Vẫn biết rằng việc quan chức, từ chức vì còn có liêm sĩ và lòng tự trọng là chưa hề có đối với những kẻ đạo đức sáng ngời trong thời đại rực rỡ của xứ thiên đường này. Vì bổng lộc và quyền lợi quá cao, họ không chỉ xứng bằng lông, tức là sống bằng lương, mà chính là nhờ những cái nghề tay trái khác, trong đó có việc bắt tay dưới gầm bàn với các nhóm lợi ích để mà chia chác quyền lợi. Nhưng với người dân Việt Nam thì đã coi như họ đã sống thực vật trong nhiều năm nay rồi. Đúng như lời bài hát Chúng đi buôn của tác giả Phan Văn Hưng có đoạn: chúng ăn vuông, ăn méo, ăn tròn, chúng ăn to, ăn bé, còn con, chúng ăn trên, ăn dưới, ăn ngang, cho mặt người ai thở, ai than. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi bài viết của tác giả Hương Khê và chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau. Kính thưa quý vị, trước khi gửi đến quý vị bài viết của tác giả Kỳ Văn Cục với tựa đề Chuyện bà giáo già phọt phẹt, anh chị kính mời quý vị nghe sơ lược các trích đoạn trên truyền thông mấy ngày qua về cô Tô Thụy Diễm Quyên với nickname là bà giáo già. Sau vụ việc bé gái 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị bạn gái của bố bạo hành tới chết, nhiều người đã chia sẻ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Trong số nhiều ý kiến được đưa ra, thì bài viết của bà Tô Thụy Diễm Quyên, một chuyên gia giáo dục của Microsoft ở thành phố Hồ Chí Minh đã gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng bà Quyên đang binh vực cho thủ phạm, rằng cô gái thiếu nhân tính chứ không phải là thiếu kỹ năng như quan điểm của bà Quyên. Một số khác thì cho rằng một cô gái 26 tuổi phải chịu trách nhiệm về hành động của bản thân chứ không đáng để thương tiếc như cách nghĩ của bà Quyên. Trước những chỉ trích này, bà Quyên đã ẩn đi bài viết chia sẻ, đồng thời có những phản hồi ngay ngày hôm sau rằng: hôm qua tôi có lý giải về hành vi của một cô dì ghẻ đứng ở góc độ tâm lý của hành vi khi bị thiếu kỹ năng kiểm soát. Tuy nhiên, có người chụp lại phần đầu của bài viết để xuyên tạc là tôi bênh vực cô ta. Nếu ai bị người này giật dây để tức giận thì tôi xin lỗi đã không để bài cho các bạn xem đầy đủ. Là người thường xuyên chứng kiến bạo lực gia đình nên tôi thấu hiểu cả người đánh lẫn bị đánh. Tôi không hề bênh vực cô dì ghẻ và không hề muốn cô thoát tội như ai đó đã bịa chuyện. Tôi sẽ nhờ luật pháp can thiệp để tìm ra người cố tình bịa chuyện lôi kéo người ta tấn công tôi. Xin cảm ơn những người đã đọc đủ nội dung bài viết và hiểu rằng bài viết của tôi chỉ bàn về việc vì sao cha mẹ đánh con. Chia sẻ cụ thể hơn với báo Vietnamnet, bà Quyên cho biết những người chỉ trích bà trên mạng xã hội chỉ cắt một phần bài viết của bà rồi đưa lên tìm sự hưởng ứng của cộng đồng mạng. Nó chưa phản ánh đúng những gì tôi muốn nói và chỉ là một nửa sự thật. Trong số những chỉ trích ý kiến của tôi có hai luồng, một luồng phản biện theo hướng tấn công nặng nề, thô tục, một luồng khác thì phản biện tử tế và văn minh. Có những người nhắn tin rất đàng hoàng cho tôi, chia sẻ ý kiến là họ không đồng ý với quan điểm của tôi. Tôi chỉ lựa chọn những người này để trả lời, còn những người chỉ trích cá nhân và không có tính xây dựng, tôi không muốn đón nhận những ý kiến đó. Về quan điểm đã chia sẻ trên Facebook gây tranh cãi những ngày qua, bà Quyên cho biết ý kiến của bà gồm mấy ý như sau. Thứ nhất, tôi muốn nói từ câu chuyện này chúng ta thấy nhiều cha mẹ còn thiếu các kỹ năng nuôi dạy con. Họ có những hành động như áp đặt con cái và đánh con. Việc cha mẹ đánh con tôi từng chứng kiến rất nhiều. Ở câu chuyện này tôi cho rằng cô bạn gái của ông bố đang cho là mình làm đúng và vì thiếu kỹ năng nuôi dạy trẻ nên cô ấy không biết cách dạy nào khác. Tôi thừa nhận việc cô ấy có tính ác trong người bởi vì hành động đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần chứ không phải bộc phát chỉ một lần. Nhưng một số người cho rằng tôi bênh vực cô ấy thì không phải. Tôi không bênh vực, điều đó là không đúng. Tôi chỉ nói rằng nếu như cô ấy được giáo dục tử tế trong gia đình thì sẽ không có kết cục như vậy. Một con hổ hoang dã còn có thể thuần hóa được huống chi là một con người. Nếu cô ấy được dạy rằng đánh đập không phải là cách dạy con thì cô ấy sẽ không chọn ứng xử như vậy với đứa trẻ. Theo bà Quyên, bản năng của con người có xấu có tốt nên con người mới cần được giáo dục và trong câu chuyện cụ thể này cô gái cần có kỹ năng để hành xử đúng. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Kỳ Văn Cục.
Câu chuyện bé Vân An xảy ra vào thời điểm cuối năm, làm hội hè Tết Nhất kém phần vui và hiện nay vẫn cứ đang là tâm điểm của xã hội. Nó cứ lẫn vẩn trong tâm trí của hàng triệu người có lương tâm, từ giờ ăn đến cả trong giấc ngủ. Song song đó cũng có nhiều kẻ cố gắng uốn nắn luồng dư luận để hòng chạy tội hoặc giảm án cho hai tên sát nhân máu lạnh kia. Ngoài gia đình bề thế của hai kẻ thủ ác thì đáng tiếc thay cũng có những khuôn mặt ra vẻ trí thức và đạo đức đưa ra những lời lẽ với mục đích giáo dục toàn xã hội theo khuynh hướng ai cũng phải chịu một phần lỗi trong câu chuyện buồn đó. Một người có sức ảnh hưởng, tạo cảm hứng cho nhiều người khác thì không hẳn là luôn luôn đúng, vì trên thế gian này đã có quá nhiều người tạo nguồn cảm hứng bằng những tư tưởng ngông cuồng vĩ đại như chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa cộng sản mà các cuộc chiến tranh trên thế giới đã cướp đi hàng trăm triệu sinh linh hoặc di lụy cho mãi đến tận ngày hôm nay. Đó là bằng chứng không thể chối cãi được. Lẽ ra tôi không muốn nhắc đến tên của người đàn bà Việt Nam tạo cảm hứng kia nếu như không đọc biết cái scandal về người đàn bà Mỹ cũng từng tạo cảm hứng cho hàng triệu người khác, trong đó có cả nhiều doanh nhân và nhiều chính trị gia nổi tiếng của Mỹ. Đó là Elizabeth Holmes, nữ tỷ phú vừa trắng tay sau vụ lừa đảo thế kỷ và có thể bị tuyên án ít nhất là 10 năm đếm lịch. Elizabeth Holmes từng được báo Time bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất vào năm 2015. Đồng thời cùng năm đó, Elizabeth Holmes cũng được Forbes bình chọn là nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới. Không chỉ riêng ở Mỹ mà còn đối với cả thế giới thì Forbes song song với Time hay Bloomberg rất có uy tín. Những cái uy tín của những tờ báo hoặc tổ chức quốc tế đôi khi cũng vấp phải sai lầm. Hai trường hợp sai lầm có liên quan đến chiến tranh Việt Nam mà mọi người đều biết, đó là Henry Kissinger và Jane Fonda. Forbes được thành lập vào năm 1917, ngày 24 tháng 6 năm 2013 ra mắt phiên bản tiếng Việt đầu tiên dựa theo Wikipedia. Aha. Forbes Việt Nam dưới ánh sáng đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nói loanh quanh như vậy để dẫn chứng rằng không phải ai được Forbes bình chọn đều là người chánh trực và tài giỏi. Bà giáo già, nickname tự nhận của bà Tô Thụy Diễm Quyên được Forbes Việt Nam xếp hạng đứng chung với ca sĩ từ thiện Trần Thị Thủy Tiên trong top 20 người phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021. Cần nhấn mạnh thêm rằng bà giáo già còn được công ty Microsoft công nhận là chuyên gia giáo dục sáng tạo. Với cái background nặng đô như vậy thì dĩ nhiên mỗi một chữ của bà giáo già phải có cân nặng hàng tấn. Tiếc thay, qua câu chuyện thương tâm của bé Vân An thì hàng đống chữ của bà giáo già gộp lại cũng chẳng được một gram. Tôi xin thưa bài viết của bà ta chỉ còn đọc được trên Vietnamnet. Bà giáo già từng hù dọa kiện những ai chỉ trích xúc phạm bà ta ra Tòa án Nhân dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng bà cũng nuốt nghẹn luôn mất tiêu cái tút hù dọa đó, giống như cái hành động phọt ra rồi tự liếm. Bởi vì sao? Đơn giản, những lời mà bà tưởng là vàng ngọc đó đầy rẫy ngụy biện của một người được xem là sáng giá trong ngành giáo dục xã hội chủ nghĩa. Bà giáo già thương tiếc cho Trang dì ghẻ 26 tuổi, chưa phải là cái tuổi biết nuôi dạy con mà là con của người khác nữa. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, có ác nhân không cả? Năm tôi 25 tuổi thì đã làm cha đơn thân, vậy tôi tuổi gì để biết nuôi con? Năm thằng con tôi được 6 tuổi thì tôi bị bà xã hiện tại dụ dỗ đem con về cho cổ nuôi, thì bà giáo già giải thích bà xã tôi tuổi nào mà dám nuôi con chồng. Không khéo bà giáo già nên viết một cuốn sách dạy đời cho đàn bà con gái Việt Nam hiểu tuổi nào thì nên biết ấy, rồi biết đẻ, rồi biết nuôi và dạy dỗ con cái hen. Tôi không dám khẳng định rằng tôi chưa hề phát đít thằng con, nhưng tôi dám khẳng định là bà xã tôi chưa bao giờ đánh con nít, bởi vì chúng tôi không điên, không say máu như con thú vì thiếu kỹ năng nuôi dạy con trẻ. Như cái bà giáo hàm hồ gán cho nhiều phụ huynh khác cũng như vậy đó, để mục đích chạy tội cho Trang dì ghẻ. Mục đích của bà là xóa lằn ranh tội ác chớn gì nữa. Bà giáo già lên mặt dạy cha mẹ của Trang dì ghẻ không biết cản ngăn nó có cái cuộc sống không tử tế với người có con riêng. Tôi phải chửi bà một câu vô cùng tục tiểu vì bà đã cố ý xúc phạm nhân phẩm của biết bao nhiêu người phụ nữ, trong đó có bà xã tôi. Việc bà giáo già so sánh hành động của gia đình bé Vân An và xã hội đòi lại công bằng cho bé thì cũng giống như cô dì ghẻ đánh bé vì cho rằng bé cần phải bị đánh để ngoan hơn, thì bà đang đánh giá cộng đồng xã hội toàn là người yếu kém về mặt ý thức, không nhận biết thế nào là lẫy hơn và thế nào là trừng phạt thích đáng.
Hành động của con Trang dì ghẻ và thằng Thái cha ruột nó không phải tức thời mà là thời gian kéo dài được tính bằng năm tháng, và mức độ kinh hoàng ấy không thể tả xiết. Đó là cái tội ác mà để cho xã hội thay đổi tốt hơn á thì không có cách nào khác là phải loại bỏ, cách ly chúng nó ra. Nhẫn nại đọc những cái lời gàn dở của bà giáo già thì thấy rõ tư tưởng đổ thừa cho xong. Nó hoàn toàn uốn nắn từ khuôn mẫu sơ sót cục bộ, ai cũng có sai lầm, rút kinh nghiệm, ở xã hội nào cũng có bất công, vân vân và vân vân. Không phải ngẫu nhiên mà đảng ta lờ tịt đi những cái tội ác tày trời như cải cách ruộng đất, như chống xét lại, như Mậu Thân năm 68, và gần đây nhất là vườn rau Lộc Hưng và Đồng Tâm. Bà giáo già Tô Thụy Diễm Quyên, một nhà giáo dục nổi tiếng như bà thì đã có giây phút nào bà tự đặt câu hỏi khi nhìn toàn cảnh xã hội mình đang sống? Vì sao con người Việt Nam bản chất vốn hiếu hòa mà ngày nay trở thành tàn ác vô độ với nhau hay chưa? Điều đó, điều ác đó không phải là bỗng dưng hoặc ngẫu nhiên mà trở nên như vậy. Trong khi cả toàn bộ guồng máy chính trị và giáo dục Việt Nam gầm thét bắt toàn dân học tập và làm theo. Sự thay đổi xã hội Việt Nam cần phải bắt đầu từ cái việc loại bỏ mô hình tư tưởng hoang dại nói trên. Đó mới là điểm mấu chốt cần làm, phải không thưa bà? Cuối cùng, tôi xin chúc bà 365 ngày năm mới 2022. Mỗi khi bà bưng chén cơm lên miệng thì nó biến thành chén máu. Nếu bà Tô Thụy Diễm Quyên không nhận ra điểm ngụy biện của bà, mà tôi đinh ninh rằng đó là sự đồng lõa với cái ác. Tác giả bút che Kỳ Văn Cục. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt. Xin hẹn quý vị trong những lần phát hình sau.